Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay 25 tháng 3 năm 2020, tôi là Xuân Tú. Còn tôi là Vân Trang. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong buổi sáng ngày hôm nay. Chuyên gia y tế nhận định cơ chế lây bệnh lao còn mạnh hơn COVID-19. Gói tín dụng gần 300.000 tỷ đồng cứu cánh cho doanh nghiệp mùa COVID. Nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thay đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với hạn mặn. Nội dung cụ thể sẽ có trong tiểu mục câu chuyện buổi sáng hôm nay. Chuyên mục cuộc sống bốn phương, hàng tỷ người có thể sống thiếu nước sạch vào năm 2050. Thưa quý vị, có lẽ ngay lúc này tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào dịch COVID-19. Tuy nhiên thực tế thì có rất nhiều bệnh dịch khác cũng đáng sợ không kém và một trong số đó là bệnh lao. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, gây tử vong đứng hàng thứ hai trong các bệnh nhiễm trùng. Trên thế giới, số người tử vong mỗi năm vì bệnh này là gần 1,5 triệu người. Tại Việt Nam, con số này khoảng 13.000 người. Nhân ngày Thế giới phòng chống lao, chúng ta hãy cùng nhìn lại cơ chế lây bệnh của căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này. Việt Nam hiện nay vẫn nằm trong 30 quốc gia có gánh nặng lao và lao đa kháng thuốc cao nhất thế giới. Trung bình mỗi năm, nước ta ghi nhận thêm 174.000 ca mắc mới. Số trường hợp tử vong là khoảng 13.000. Đáng nói, hiện nay khoảng 50.000 người chưa được phát hiện và điều trị kịp thời. Một cái thời gian dài như thế thì chúng ta sẽ tưởng tượng rằng nếu mắc lao thì sẽ lây sang người khác như thế nào. Chính cái sự không phát hiện kịp thời, phát hiện còn thiếu, còn nhiều nguồn lây trong cộng đồng, dẫn đến là tình trạng bệnh lao đã tồn tại hơn 140 năm. Chúng ta có thể so sánh với COVID-19. Hiện nay chúng ta phải phát hiện sớm sau đó phải cách ly. Bởi vì COVID chúng ta chưa có thuốc chữa, nhưng lao thì đã có thuốc chữa rồi. Vì vậy nếu chúng ta giải quyết cái thách thức lớn nhất là phát hiện tất cả những trường hợp mắc lao, điều trị cho khỏi thì nguồn lây sẽ dần dần bớt đi. Bệnh lao diễn biến âm thầm, cơ chế lây bệnh nguy hiểm hơn COVID-19 vì nó có thể lây truyền theo đường không khí với các hạt mịn có kích thước dưới 5 micromet, lại có khả năng đối phó, thích nghi với thời tiết khắc nghiệt trong thời gian dài. Vì vậy, bệnh nhân mắc lao có thể lây lan cho rất nhiều người. Hiện nay, người mắc bệnh lao sẽ được hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế, đồng chi trả, hỗ trợ trong suốt quá trình điều trị. Mọi người dân từ Bắc vào Nam, dù mình là nghèo nhất thì nếu giả sử mình nghĩ là bị lao, nghĩ là có những triệu chứng về hô hấp thì hãy để bác sĩ chẩn đoán lao cho mình. Nếu như chúng ta chưa thẻ bảo hiểm y tế thì chúng ta đã có PASTB là một cái quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm. Nếu như bệnh nặng mà chúng ta cần phải nằm viện thì quỹ này cũng chi trả cho cái phần mà gọi là đồng chi trả với bảo hiểm y tế. Hiện nay thì quỹ PASTB đã áp dụng được gần 2.000 người được trong vòng 2 năm qua. Trong những năm tới, chúng tôi dự đoán khoảng độ 2.500 người sẽ được hưởng lợi ở cái quỹ này. Ủy ban quốc gia về chấm dứt bệnh lao và bệnh viêm phổi trung ương cam kết có sự vào cuộc mạnh mẽ, bảo đảm về kỹ thuật, mạnh về tổ chức để mỗi người mắc bệnh lao đều được điều trị, hỗ trợ, thậm chí là miễn phí. Và phần còn lại của cuộc chiến là ở chính mỗi người dân, hiểu đúng về bệnh, kịp thời thăm khám và điều trị. Thưa quý vị, thông tin về việc một bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 bị lây nhiễm khiến nhiều người không khỏi lo lắng cho an toàn của đội ngũ nhân viên y tế. Ngày hôm qua 24 tháng 3, lãnh đạo Bộ Y tế đã trực tiếp xuống Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và yêu cầu rà soát lại toàn bộ quy trình ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chéo COVID-19 cho các y bác sĩ. Cụ thể, Phó sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, cán bộ y tế nhiễm bệnh là điều không ai mong muốn nhưng đã xảy ra. Tại Trung Quốc có đến hơn 3.000 cán bộ y tế lây nhiễm. Vì đã có trường hợp lây nhiễm chéo trong bệnh viện, nên Phó giáo sư Khuê đề nghị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cần rà soát lại toàn bộ quy trình theo đúng quy định của Bộ Y tế, kiểm tra về thực hiện các khoa phòng, thậm chí có biện pháp kỷ luật với nơi nào làm không đúng. Các nhóm giải pháp về kiểm soát nhiễm khuẩn, thì mặc dù các đồng chí đã cố gắng, nhưng tôi đề nghị là các đồng chí rà soát lại theo đúng các quy định của Bộ Y tế. Tôi xin phép các đồng chí đã làm rồi và xem còn cái khâu nào. Tất cả văn bản đã ban hành
Nếu làm tốt rồi thì chúng ta củng cố tốt hơn. Còn không nào chưa đúng thì tôi xin phép đồng chí phải rà soát và thậm chí có biện pháp kỷ luật đối với những nơi nào làm không đúng. Rà soát lại, bởi vì đã có trường hợp lây nhiễm chéo rồi. Thì cái này thì cũng là không ai mong muốn. Thế nhưng mà ngay từ cái việc mà hướng dẫn xây dựng khu cách ly đấy, thế rồi kiểm tra cái việc đó như thế nào là có hết. Thế rồi thì hướng dẫn sử dụng phương hộ, phòng hộ cá nhân, phương tiện, mặc áo như thế nào, sử dụng như thế nào, ơi nào dùng cái gì là đã có. Thế và đề nghị kiểm tra các khoa xem có thực hiện đúng không. Liên quan đến vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ sự thông cảm khi các y bác sĩ đã phải tham gia cuộc chiến chống COVID-19 kéo dài hơn 2 tháng qua. Cường độ làm việc cao, kéo dài thì chắc chắn sẽ có lúc sơ hở trong vấn đề bảo hộ. Do đó, Thứ trưởng đề nghị bệnh viện cần nghiên cứu lại, tổ chức nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn trực tiếp xuống khoa phòng theo dõi để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về nhiễm khuẩn. Đặc biệt là các nhân viên y tế khi thực hiện các thủ thuật can thiệp trên bệnh nhân, đặc biệt là can thiệp đường thở thì cần check chéo để đảm bảo an toàn. Phải nói là sau cái sự tai nạn nghề nghiệp của bác sĩ ở tại khoa cấp cứu thì tôi, anh Khuê rồi các anh cũng ngồi bàn rất nhiều. Chúng ta hoàn toàn thông cảm trước một cái cuộc chiến mà đã kéo dài hơn 2 tháng trong quần quật, trong khoa chỉ có đi thay đồ vô điều trị người bệnh ngày nào cũng như ngày đấy, thì chắc chắn là cái sơ hở trong cái công tác bảo hộ tôi nghĩ là không thể là không có được. Mà chúng ta chám cái này bằng cách nào, tôi đề nghị là bệnh viện nghiên cứu lại những cái đề xuất của giáo sư Khuê, trong đó có việc là tổ chức các nhân viên chống nhiễm khuẩn, bây giờ không ngồi ở trên phòng chống nhiễm khuẩn nữa, mà đề nghị cử nhân viên trực tiếp xuống ngồi ở đó theo dõi, và đặc biệt là các nhân viên y tế khi mà làm các thủ thuật trên người bệnh, mà các thủ thuật can thiệp mà gần đường thở của người bệnh như là cateter này hay đặt nội khí quản này, là đề nghị phải có cái sự double check về cái bảo hộ anh em quê ạ, để cho chúng ta hoàn toàn đảm bảo yên tâm đối với cả lực lượng nhân viên y tế trong cái thời điểm rất mệt mỏi như vậy. Liên quan đến vấn đề điều trị, hiện cả nước có 15 cơ sở y tế đang tham gia điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19, nhiều nhất là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương với 46 bệnh nhân, trong đó có 3 ca bệnh nặng, gồm 2 bệnh nhân Việt Nam, 1 bệnh nhân người Anh. Cả 3 đã phải sử dụng thiết bị ECMO, tim phổi ngoài cơ thể. Tính đến sáng nay, 3 bệnh nhân này chưa nặng thêm nhưng diễn biến vẫn trong tình trạng nặng. Đại diện Bộ Y tế khẳng định ngành y tế sẽ dành ưu tiên cao nhất cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để tập trung cứu chữa các bệnh nhân nặng. Sau một ngày tạm dừng tiếp nhận công dân về nước qua 2 cửa khẩu quốc tế Cha Lo và cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để chuẩn bị tốt điều kiện ở các khu cách ly mới, ngay trong chiều 23 tháng 3, tỉnh Nghệ An đã có chỉ đạo tiếp tục đón nhận công dân về nước để sàng lọc thực hiện cách ly theo quy định. Theo đó, bắt đầu từ chiều tối qua, ngày 23 tháng 3, tại khu cách ly tập trung vừa thành lập mới là trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Kỳ Sơn đã bắt đầu tiếp nhận những công dân đầu tiên trở về từ Lào. Đến tối cùng ngày, tại đây đang cách ly 55 người, trong đó 7 người đi theo đường tiểu ngạch được lực lượng biên phòng phát hiện. Khi khu cách ly này vừa hoạt động, các khu cách ly ở thành phố Vinh cũng đón nhận 50 công dân khác từ Lào trở về qua cửa khẩu Cầu Treo mà Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Hà Tĩnh chuyển qua. Theo báo cáo của Sở Y tế Nghệ An, tính đến hết ngày 23 tháng 3, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang cách ly theo dõi gần 2.000 người để phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, 777 người được cách ly tại nhà, nơi cư trú, tại bệnh viện 18 người, 68 người cách ly tập trung tại tuyến huyện và 1.127 người cách ly tập trung tại tuyến tỉnh. Ngay từ khi dịch COVID-19 bùng phát, tỉnh Quảng Ninh đã được xác định là địa phương dễ bị ảnh hưởng nặng nề do giáp Trung Quốc. Tuy nhiên, địa phương này đã áp dụng các biện pháp mạnh, quyết liệt với phương châm quyết định nhanh, giải pháp mạnh, lấy phòng là chính, cách ly là chủ đạo, người dân là trung tâm, hộ gia đình là nòng cốt và tập trung nguồn lực thỏa đáng cho công tác phòng chống dịch. Bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Quảng Ninh tại thành phố Hạ Long, nơi mà bệnh nhân duy nhất của tỉnh dương tính với COVID-19 đang được cách ly. Các vòng kiểm soát luôn có đầy đủ lực lượng chức năng. Các ca xét nghiệm dương tính với COVID-19 đều trùng với kết quả mà Bộ Y tế công bố. Đây là thành quả đầu tư cho con người, kỹ thuật của tỉnh 10 năm qua. Đặc biệt, khi CDC Quảng Ninh vừa mới được Bộ Y tế cho công bố kết quả xét nghiệm dịch. Tỉnh ủy ban cũng quyết định là sẽ đầu tư tiếp
cho cái hệ thống xét nghiệm của CDC Quảng Ninh làm sao đảm bảo được nếu như mà cái tình huống mà dịch mà nó xấu nhất xảy ra đấy, thì chúng tôi có thể là có hai cái hướng. Một cái hướng là chúng tôi sẽ đào tạo tiếp chuyển giao cho một số các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Một cái hướng nữa là chúng tôi tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cho cái hệ thống xét nghiệm của CDC, đảm bảo chúng tôi có thể xét nghiệm được khoảng vài trăm mẫu một ngày. Ngoài hai bệnh viện dã chiến, bốn trung tâm tuyến tỉnh có sức chứa khoảng gần 1.500 giường bệnh. Nhiều khách sạn, trụ sở trên địa bàn cũng được huy động, sẵn sàng cho phương án cách ly. Mình đi trước một bước và chủ động hơn, cho nên là có thể khẳng định là Quảng Ninh thì vẫn kiểm soát được tình hình. Trong thời gian tới thì cái dịch bệnh còn diễn biến hết sức phức tạp, nhất là khi mà các du học sinh rồi con em của người Việt từ nước ngoài tiếp tục trở về. Rồi ở các cái vùng mà có phát sinh thêm nhiều ca bệnh thì có thể có sự di dân, sắp phải chuẩn bị một cái tâm thế ở mức độ cao hơn. Hiện nay, Quảng Ninh tự tin kiểm soát được dịch bởi nhiều biện pháp triển khai được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đánh giá cao. Điển hình là khám sàng lọc sức khỏe cho người dân, có thông tin cơ sở, lập hồ sơ điện tử theo dõi. Việc này đã thực hiện từ 2 năm trước. Cách làm của Quảng Ninh đó là việc là quyết định nhanh, giải pháp mạnh, lấy phòng là chính, cách ly chủ đạo, người dân là trung tâm, hộ gia đình là lòng cốt và tập trung đầu tư nguồn lực rất là thỏa đáng. Ngay từ cái thời điểm đầu tiên thì ngay lập tức là Quảng Ninh đã đầu tư một cái nguồn lực là hơn 100 tỷ cho cái công tác phòng chống dịch và tập trung rất là mạnh cho y tế với các cái trang thiết bị và vật tư y tế. Một yếu tố thuận lợi cho phòng chống dịch COVID-19 của Quảng Ninh là đã triển khai hệ thống chính quyền điện tử, chính quyền thông minh từ 6 năm nay. Cán bộ công chức đều đặn nhận được thông tin do tỉnh chỉ đạo để tuyên truyền cho gia đình, người thân. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch trên các hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay không chỉ làm ảnh hưởng đến đời sống của mọi người mà còn ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các nhà hàng khách sạn. Mặc dù lượng khách đã giảm gần một nửa trước thời điểm có dịch, tuy nhiên các đơn vị này vẫn đang chung tay thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Và bây giờ là ghi nhận của phóng viên, mời quý vị theo dõi. Có mặt tại khách sạn Bình Long tại chợ trung tâm thương mại, hiện khách sạn có 35 phòng nhưng mỗi ngày cũng chỉ có 10 phòng là có khách nghỉ, giảm gần một nửa lượng khách so với thời điểm trước khi có dịch. Mặc dù vậy, dưới sự chỉ đạo của các cơ quan ban ngành trong công tác phòng chống dịch COVID-19, khách sạn cũng đã làm tốt việc phun tiêu độc khử trùng xung quanh khách sạn, dọn dẹp sạch sẽ các phòng, đặt các chai nước dung dịch sát khuẩn cho khách sử dụng cũng như phát khẩu trang miễn phí cho khách. Ngoài ra, khách sạn cũng thực hiện tốt việc quản lý, tìm hiểu nguồn gốc khách đến và đi để báo lại cơ quan chức năng. Khi khách đến thì chúng tôi cũng có yêu cầu chứng minh thư và kiểm tra ghi chép lại và báo cho đơn vị chức năng và thực hiện đảm bảo với công tác phòng chống dịch. Khi khách vào thì chúng tôi có phát khẩu trang và nước rửa tay cho khách và chúng tôi cũng đã tiến hành tiêu độc khử trùng và đảm bảo khách sạn chúng tôi luôn an toàn để đón khách trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên hiện nay tất cả các khách sạn trên địa bàn thành phố đều thực hiện nghiêm túc việc khử khuẩn cũng như đảm bảo tốt công tác tuyên truyền dịch COVID-19. Như tại nhà hàng Mạnh Hùng, sau khi được cơ quan chức năng tuyên truyền hướng dẫn đã mua khẩu trang, nước sát trùng phát cho nhân viên, đồng thời hướng dẫn toàn thể nhân viên chủ động tìm hiểu và thực hiện các quy trình phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, nhà hàng đã thực hiện treo băng rôn khẩu hiệu trước cửa nhà hàng, mua bình sát khuẩn để ngay lối ra để phục vụ khách. Đối với nhà hàng chúng tôi thì đã thực hiện các tiêu chuẩn của Bộ Y tế như tiêu độc khử trùng, dụng cụ y tế như nước sát khuẩn, khẩu trang cho nhân viên để đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả nhất. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương trong cả nước, thì đối với tỉnh Lai Châu, đặc biệt là trên địa bàn thành phố, thì các nhà hàng, khách sạn cũng đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch như là dán băng rôn khẩu hiệu, trang bị các thiết bị y tế như nước rửa tay sát khuẩn, tiêu độc khử trùng và đặc biệt là quản lý và nắm thông tin lượng khách đến, khách đi để làm sao thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo không để dịch bệnh có thể xâm nhập và lây lan vào địa bàn. Những năm qua, hệ thống loa đài truyền thanh cơ sở luôn phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời phản ánh kịp thời các thông tin trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Đặc biệt trong thời gian gần đây, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, vai trò và nhiệm vụ của đài truyền thanh lại hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả. Đây đài truyền thanh thị trấn Tây Sơn. Thường xuyên đều đặn, mỗi ngày 2 lần, sáng và chiều, những nội dung thông báo về tình hình và cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 luôn được phát đi trên hệ thống loa truyền thanh của thị trấn Tây Sơn ở huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Với 10 cụm loa thu phát không dây được lắp đặt đến tận 6 thôn khối, nên tất cả những thông tin về dịch bệnh COVID-19, người dân đều được nắm bắt kịp thời. Lịch sử di trú, tình trạng sức khỏe của mình. Trên địa bàn thị trấn Tây Sơn thì công nghệ thông tin nó cũng phát triển rất là mạnh, nhưng mà do vùng sâu vùng xa cho nên là cái đài truyền thanh rất là giá trị đối với tất cả người dân. Khi có cái tiếng nói của đài truyền thanh là tiếng nói của chính quyền, cho nên là phát huy được rất là lớn trong cái việc công tác phòng dịch. Với những người cao tuổi như ông Đường, tuy không sử dụng được điện thoại smartphone, nhưng qua thông tin trên loa truyền thanh của địa phương, ông đều nắm rõ hơn về tình hình dịch bệnh COVID-19, đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng ngừa. Đối với thị trấn Tây Sơn, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và bằng các văn bản gửi về cho tổ dân phố. Từ đó đã giúp cho mỗi một người dân như chúng tôi hiểu rất rõ về vấn đề cái đại dịch COVID-19. Từ đó người dân rất là chủ động để nó là đảm bảo tốt cái phòng dịch đối với bản thân cũng như cộng đồng. Tại vùng đồng bằng Bán Sơn Địa như huyện Yên Thành, Nghệ An, công tác tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 cũng được chú trọng. Với sự đầu tư đồng bộ về hệ thống truyền thanh, gồm 41 cụm thu phát không dây trên 39 xã thị trấn, ngoài việc tiếp sóng đầy đủ các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV và Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh, thì Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Yên Thành còn xây dựng các bản tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 để phục vụ nhân dân trên địa bàn. Chúng tôi thì thường xuyên là nghe trên là đài truyền thanh của huyện thì về cái dịch bệnh COVID có cái bổ ích, là vì bởi vì như cái dịch bệnh COVID như thế lây lan cả nước cái rồi thì người dân chúng tôi là cùng bảo bán nhau là phải thận trọng tiếp sóng đầy đủ các cái chương trình thời sự chính của Đài Tiếng nói Việt Nam rồi đài tỉnh. Thì để từ đó là coi như là để mọi người dân là kịp thời nắm bắt cái thông tin và tình hình diễn biến của dịch bệnh trên thế giới, trong nước cũng như địa phương. Thì còn trong cái chương trình thời sự hàng ngày của địa huyện thì chúng tôi có mở thêm một cái chuyên mục để là phản ánh cái hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn. Tuyên truyền để làm thay đổi nhận thức của người dân được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Do đó, việc phát huy tối đa vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở là việc làm cần thiết. Từ đó giúp người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, nâng cao ý thức phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Ngoài cái việc là tuyên truyền để người dân hiểu cái việc phòng chống cái dịch bệnh, thì truyền thanh cơ sở cũng đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc là thông tin những cái thông tin chính thống đến tận người dân để người dân nắm được và tránh những cái thông tin mà bịa đặt xuyên tạc, tránh những cái hoang mang. Việc phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở đã góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 của chính phủ, kêu gọi toàn dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đấu tranh phản bác lại các thông tin trái chiều để định hướng dư luận. Để ngành y tế tư vấn hướng dẫn. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, hiện nay khoảng 14% tổng dư nợ tín dụng đang bị tác động bởi dịch COVID-19, tương đương gần 1.000 tỷ đồng trong các khoản vay. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đang tiếp tục bị tắc cả đầu vào và đầu ra, khiến nhu cầu tiếp cận vốn ưu đãi, khoanh nợ, giãn nợ càng tăng cao. Vì vậy, gói tín dụng trị giá 285.000 tỷ đồng chính phủ vừa thông qua được coi là giải nguy cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp dệt may của thành phố Hồ Chí Minh chưa kịp mừng vì có đủ nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thì lại phải đôn đáo lo đầu ra bởi châu Âu và Mỹ ngừng nhập hàng ít nhất trong vòng 2 tuần. Do vậy, ngay khi có gói tín dụng 285.000 tỷ đồng vừa được chính phủ thông qua, doanh nghiệp rất nôn nóng tiếp cận và coi đây là cứu cánh qua mùa dịch. Cái lúc này
rất cần là ngân hàng hỗ trợ cho vay, và chúng tôi hướng dẫn chúng tôi cách tiếp cận thế nào, và có khả năng là chúng tôi phải vay đến khi nào chúng tôi trở lại sản xuất. Với doanh nghiệp đang tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, hiện đang nằm thấp thỏm, lo sợ chuỗi ngày cung ứng này sẽ bị đứt đoạn bất cứ lúc nào nếu dịch diễn biến phức tạp. Nguồn vốn vay ưu đãi vì đó được xem là nguồn lực tái đầu tư hiệu quả, duy trì chiến lược dài hạn bền vững, phát triển sản phẩm mới. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng e ngại khó tiếp cận với gói tín dụng này. Tôi cũng không có nghĩ rằng ngân hàng họ thờ ơ đâu, nhưng mà chắc chắn vì tiền của họ thì họ sẽ phải làm rất hết sức chặt chẽ, và chỉ những cái doanh nghiệp nào có đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu của họ, và những doanh nghiệp nào thực sự khó khăn thì họ mới mở hầu bao. Được biết, gói hỗ trợ 285.000 tỷ sẽ triển khai tại 16 hệ thống ngân hàng thương mại với lãi suất ưu đãi cho 5 lĩnh vực ưu tiên là nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Ngoài ra cũng hỗ trợ các doanh nghiệp bị tổn thất bởi dịch bệnh. Ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại phải đẩy nhanh quá trình triển khai, đơn giản hóa thủ tục để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp đang thiệt hại. Các ngân hàng là phải có những cái thực hiện cái việc mà nhanh chóng phối hợp với sở ngành, đặc biệt là các quận huyện để mà tiếp cận đối với các doanh nghiệp này, và họ tìm cách để mà đưa vốn tín dụng với lãi suất gọi là ưu đãi nhất ngoài năm lĩnh vực ưu tiên, nhưng mà vẫn cho vay với cái mức lãi suất bằng cái lãi suất cho vay ngắn hạn. Ngân hàng thì họ phải có được cái đội ngũ nhân viên để làm sao đó mà tìm hiểu rất kỹ, hiểu rất rõ các hoạt động nhân của doanh nghiệp, để từ đó cái sự hỗ trợ của các ngân hàng thương mại nó thực chất hơn nữa, và đây chính là cái điều mà các doanh nghiệp họ cần thiết. Còn nếu như mà chúng ta tuân thủ theo các quy định pháp luật mà chúng ta làm quá gắt gao đối với lại cái trong quá trình chúng ta tiếp cận, trong quá trình chúng ta tìm kiếm, trong quá trình chúng ta hỗ trợ các doanh nghiệp, thì thực sự rằng là sẽ rất ít doanh nghiệp để có thể tiếp cận được các cái nguồn vốn hỗ trợ lần này. Việc thông qua gói tín dụng này cho thấy quyết tâm lớn của chính phủ giúp doanh nghiệp thiệt hại bởi dịch COVID-19 sẽ phục hồi được sản xuất. Tuy nhiên hiện nay nhu cầu vay vốn tái đầu tư của các doanh nghiệp rất thấp, tăng trưởng tín dụng 2 tháng đầu năm chỉ đạt 0,1%. Vì vậy, để gói tín dụng này thực sự là cứu cánh của các doanh nghiệp, thì ngân hàng phải có cách tiếp cận hiệu quả, thực chất hơn nữa. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các tỉnh thành trong cả nước tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Sau gần 2 tháng thất nghiệp vì học sinh được nghỉ, các thầy cô giáo của một trường học ở ngoại thành Hà Nội đã cùng nhau làm nông dân, trồng rau, bắt cá để trang trải cuộc sống. Dù nhiều việc chưa thật sự quen, nhưng với những người giáo viên này, đây là cách để họ tiếp tục gắn bó với nghề, đỡ nhớ trường, lớp. Ghi nhận của phóng viên Cuộc Sống 24 giờ. Thay vì đứng trên bục giảng, gần 2 tháng nay, chị Thiết và nhiều giáo viên của trường Spring Hill, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đều đặn ra vườn vào mỗi buổi sáng và buổi chiều. Các giáo viên sẽ làm đất, trồng và thu hoạch rau củ quả ngay tại khu đất trồng trọt của trường. Nguồn thực phẩm sạch này sau đó sẽ được chuyển xuống Hà Nội để cung cấp cho phụ huynh và các khách hàng. Đi làm ở ngoài đồi này chắc chắn là sẽ có vất vả hơn so với đi dạy là về sức lực lao động chân tay. Thế nhưng mà rất là hào hứng. Ở đây cũng vui lắm, khi mà được trải nghiệm thực tế thế này thì mọi người cũng rất là thích. Theo chia sẻ của các giáo viên, nguồn thực phẩm của trường khá dồi dào do có 7 hectare đất trồng trọt. Trường cũng kết hợp với các gia đình giáo viên gần trường chăn nuôi để tự cung tự cấp thực phẩm cho toàn bộ học sinh. Tuy nhiên hiện nay, do toàn trường nghỉ để phòng tránh dịch bệnh nên nguồn thực phẩm này không được tiêu thụ. Vì thế, các giáo viên nghĩ đến phương án là vận chuyển xuống Hà Nội để cung cấp cho phụ huynh và những khách hàng có nhu cầu. Ban đầu cũng rất là khó khăn, bởi vì rất nhiều người là sợ bẩn, sợ mưa, sợ gió. Suốt tháng 2 là mưa rất là nhiều, mà phải leo đồi cao, rồi lội ruộng, lội thậm chí bắt chai, bắt ốc, bắt cua, cùng tham gia bắt. Thế nhưng mà làm 1-2 tuần thì bắt đầu các thầy cô giáo gần như là nghiện, quen, và thậm chí các thầy cô giáo lên đây ngủ luôn để làm. Ngoài việc làm đất hái rau thì các thầy cô giáo tại trường đồi Spring Hill còn sẵn sàng lội xuống hồ để có thể là đánh bắt đánh cá như thế này. Đây là công việc thường xuyên của những thầy cô giáo nơi đây kể từ khi học sinh được nghỉ học bởi dịch COVID-19. Việc này không chỉ góp phần cải thiện thu nhập của các thầy cô mà còn khẳng định giáo viên tại đây đã rất năng động để vượt khó.
kéo lưới vét ở các ao, thu hoạch cá tôm. Dù công việc chưa thực sự thuần thục, nhưng trên khuôn mặt của các giáo viên này luôn rạng rỡ. Với họ, công việc này không chỉ cải thiện được thu nhập mà còn giúp họ đỡ nhớ trường, nhớ lớp. Ban đầu thì cũng rất là hơi ngại bởi vì lâu lắm rồi mình mới quay trở lại với công việc thường xuyên của mình. Thực sự là ban đầu thì thấy khó nhưng bây giờ thì làm nhiều thì bây giờ thấy quen và cảm giác rất là vui. Khó khăn nhất bây giờ đó là cái nguồn da và mình cái bảo quản thực phẩm để đi làm thế nào mà cho phụ huynh đánh bắt từ buổi sáng này và trong ngày là phụ huynh đến tay của phụ huynh mà tươi ngon nhất có thể. Coi việc làm nông nghiệp là một công việc nghiêm túc nên các giáo viên trong trường cũng đảm nhiệm luôn nhiệm vụ ship đồ và tư vấn chăm sóc khách hàng. Thế sau khoảng 8 giờ tối mới kết thúc tất cả công việc ship hàng rồi nhận những cái comment, những cái phản hồi của người ăn thực phẩm. Tất cả tập kết lại, ngồi họp để gọi là nâng cấp cái dịch vụ và nâng cấp cái cách mà chăm sóc khách hàng. Đấy. Thì 11 giờ đêm họp vẫn chưa hết việc. Bởi vì ngày nào cũng phát sinh rất nhiều vấn đề. Lý do là bởi vì trước đó chúng tôi chưa làm việc này. Bây giờ chúng tôi bắt đầu vào làm thì sẽ có nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Và đấy là quá trình học hỏi. Tuy làm nông nghiệp có thể giúp cho trường bớt khó khăn, nhưng niềm mong ngóng nhất của các thầy cô ở ngôi trường này đó chính là dịch Covid-19 được khống chế và sớm được gặp lại các học trò thân yêu. Do dịch bệnh Covid-19 khiến học sinh trên cả nước phải nghỉ dài ngày, nhiều trường học chưa thông báo lại ngày đến trường. Một trong những vấn đề được phụ huynh và học sinh quan tâm lo lắng nhiều nhất là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2020. Trước tình hình trên, nhiều ý kiến cho rằng đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia bỏ toàn bộ kiến thức học kỳ 2 cũng không ảnh hưởng đến chất lượng. Ông Nguyễn Quốc Bình, hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, Hà Nội cho biết, thời điểm thi vào tháng 8 có thể là phù hợp nhưng học hết nội dung chương trình của kỳ 2 là khó khả thi với tình hình dịch bệnh chưa biết bao giờ kết thúc. Thực tế lượng kiến thức của học kỳ 2 không nhiều và điều quan trọng để đánh giá học sinh là tư duy, năng lực, khả năng vận dụng sáng tạo. Vài tháng cuối cùng của lớp 12 không quyết định điều đó mà học sinh đã được hình thành, trang bị trong suốt hơn 11 năm học đã qua. Vì thế không lo lắng chất lượng đầu ra của học sinh tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay. Đồng ý kiến, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Nguyễn Bình Khiêm Hà Nội cho rằng Bộ Giáo dục Đào tạo cần công bố sớm đề thi tham khảo khi học sinh còn đang phải nghỉ học vì dịch bệnh để các em có phương hướng ôn tập, chuẩn bị. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cho biết trong tháng 3 này sẽ ban hành công văn hướng dẫn cụ thể việc tinh giản chương trình để các nhà trường, giáo viên được biết và triển khai tổ chức dạy học. Căn cứ chương trình tinh giản để đề minh họa và đề chính thức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2020 cũng sẽ được xây dựng phù hợp. Những nội dung tinh giản sẽ chỉ tập trung vào học kỳ 2 của năm học 2019-2020. Thưa quý vị, hàng triệu cư dân thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã phải ở trong nhà trong nhiều tuần kể từ khi chính quyền thành phố ban bố lệnh phong tỏa để đối phó với dịch Covid-19. Không còn khách du lịch, nhiều tuyến phố tại Bắc Kinh vẫn rất vắng vẻ. Tuy nhiên, trong bối cảnh số ca nhiễm mới giảm mạnh, nỗi lo dịch bệnh có phần lắng dịu lại, tâm trạng người dân địa phương đã phấn chấn hơn. Không khí của cuộc sống bình thường những ngày trước dịch bệnh có thể dần cảm nhận được ở các khu công viên của thành phố Bắc Kinh. Ở một góc công viên tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, số người đi tập thể dục, chơi đá cầu, hít thở không khí trong lành đã đông hơn rất nhiều so với vài tuần trước. Tuy nhiên, người dân vẫn tỏ ra khá thận trọng, đeo khẩu trang và găng tay khi tập. Em đeo khẩu trang khi ra đường, về nhà thì rửa tay, cũng không lo lắng nhiều về dịch bệnh nữa. Em vừa học bài xong nên vừa chạy ra công viên vận động một chút. Công viên đông hơn mấy hôm trước rất nhiều, tôi thấy tâm trạng mọi người cũng vui vẻ hơn, có lẽ do có nhiều thông tin vui vì dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Ở cổng vào vẫn có chốt kiểm tra nhiệt độ, chỉ người có thân nhiệt bình thường mới được vào. Các công viên là những nơi đầu tiên ở Bắc Kinh gỡ bỏ quy định hạn chế người ra vào. Thời tiết đã ấm lên, các biện pháp của chính phủ cũng chưa thấy hiệu quả. Tôi tin rằng dịch bệnh sắp qua rồi. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 12 đến nay, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 81.000 ca bệnh. Hơn 3.200 trường hợp tử vong, chủ yếu là người cao tuổi có bệnh lý nền. Từ gần một tuần nay, số ca mắc mới đã giảm mạnh. Tuy nhiên, lo ngại về số ca mới liên quan đến người trở về từ nước ngoài đang tăng lên.
Để đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh, tất cả các chuyến bay quốc tế sẽ không được hạ cánh tại Bắc Kinh mà được chuyển hướng hạ cánh tại các thành phố lân cận. Trước tình hình lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19, giảm tiếp xúc xã hội là lời kêu gọi của chính phủ rất nhiều nước trên thế giới trong thời gian qua nhằm ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2. Trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19, chính phủ các nước đã ban hành nhiều lệnh cấm rất nghiêm khắc để đảm bảo người dân ở nhà, tránh nơi đông người và tránh chạm với người khác. Như tại Đức, cấm tụ tập nhóm trên 2 người. Thứ nhất, công dân được yêu cầu giảm tiếp xúc với những người khác ngoài gia đình của họ đến mức tuyệt đối. Thứ hai, khi ở nơi công cộng, giữa mọi người nên giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 mét hoặc tốt nhất là 2 mét. Bên cạnh đó, các nhà hàng phải đóng cửa, các cơ sở cung cấp dịch vụ như các tiệm làm tóc, thẩm mỹ viện, massage và các tiệm xăm hình sẽ phải đóng cửa nếu không đảm bảo được khoảng cách giữa các khách hàng là 2 mét. Các doanh nghiệp và các trung tâm y tế được phép tiếp tục mở cửa. Cảnh sát và các cơ quan thực thi pháp luật sẽ xử phạt bất cứ hành vi nào làm trái những quy định mới này. Còn tại Pháp, lệnh giới nghiêm được thực hiện từ 23 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Người dân nước này nếu vi phạm sẽ bị phạt 50 euro. Tôi nghĩ rằng lúc này cần tuân thủ những gì chính phủ đặt ra. Tôi chỉ ra ngoài tranh thủ mua sắm một chút, mọi hoạt động giao tiếp với bạn bè đều được thực hiện qua điện thoại. Mặc dù điều này hơi lạ, nhưng sẽ tốt hơn cho tình hình hiện nay. Vương quốc Anh trở thành quốc gia mới nhất tại châu Âu quyết định phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 sau quyết định được Thủ tướng Anh Boris Johnson đưa ra tối 23 tháng 3. Bắt đầu từ tối nay, tôi buộc phải gửi đến người dân Anh một yêu cầu đơn giản, tất cả phải ở trong nhà, giảm tiếp xúc xã hội, bởi lẽ điều quan trọng sống còn bây giờ là ngăn chặn dịch bệnh lây lan giữa các gia đình. Chúng tôi sẽ theo dõi thường xuyên các lệnh hạn chế và sau 3 tuần nữa có thể sẽ nới lỏng. Nhưng hiện tại, không có một lựa chọn nào dễ dàng nữa. Theo lệnh phong tỏa được Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố, người dân Anh cũng sẽ phải tuân thủ các lệnh hạn chế đi lại chặt chẽ như người dân các nước khác như Pháp, Tây Ban Nha, Đức, tức sẽ chỉ được ra khỏi nhà để làm các việc cực kỳ thiết yếu như đi mua thực phẩm, đến hiệu thuốc hay đi làm khi không thể làm việc từ xa. Tuy nhiên, chính phủ Anh vẫn mở cửa các công viên để người dân đi tập thể thao một lần mỗi ngày với điều kiện là không được tụ tập quá 2 người. Chúng tôi đi làm vì bạn, bạn hãy ở nhà vì chúng tôi. Đó là lời kêu gọi được các bác sĩ tuyến đầu chống dịch ở các nước kêu gọi người dân hãy ở nhà. Vì chỉ cần như vậy, mọi người đã góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 lan rộng khắp toàn cầu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra cảnh báo thế giới khó tránh khỏi một cuộc suy thoái toàn cầu. Trong khi những hành động ứng phó ở từng quốc gia riêng lẻ hiện nay sẽ không đủ để chống chọi với quy mô rộng lớn và phức tạp của đại dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi họp báo trực tuyến từ trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, ông Guterres cho rằng thế giới đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu không giống bất kỳ cuộc khủng hoảng nào trong lịch sử 75 năm hình thành Liên Hợp Quốc. Theo ông Guterres, một cuộc suy thoái toàn cầu với những khía cạnh kỷ lục do đại dịch COVID-19 gây ra là điều gần như chắc chắn. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc đồng thời khẳng định những biện pháp ứng phó ở cấp độ quốc gia như hiện nay đối với đại dịch COVID-19 sẽ không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng phức tạp và ở quy mô toàn cầu này. Chúng ta đang ở trong một tình huống chưa từng có và các quy tắc thông thường không còn được áp dụng. Chúng ta không thể sử dụng các công cụ thông thường trong những thời điểm khác thường như vậy. Thế giới đang phải đối mặt với một kẻ thù chung. COVID-19 đang giết chết mọi người và tấn công những mặt cốt lõi của nền kinh tế, đó là thương mại, chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp, việc làm. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới đoàn kết, đề xuất giải pháp, ứng phó khẩn cấp và phối hợp cho cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay. Ông Guterres đề cập 3 lĩnh vực trọng yếu mà thế giới cần chung sức hành động ngay lúc này, đó là giải quyết tình trạng khẩn cấp và y tế, tập trung vào tác động xã hội, biện pháp ứng phó và phục hồi kinh tế, và cuối cùng là trách nhiệm đối với sự phục hồi tốt hơn. Trong một động thái mới nhất nhằm hỗ trợ kích thích nền kinh tế đang khủng hoảng vì dịch COVID-19, Ba Lan
Lan, Estonia và Romania là những quốc gia châu Âu mới nhất phải thông qua các biện pháp hỗ trợ kinh tế nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19. Theo đó, chính phủ Ba Lan vừa công bố kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 47 tỷ euro để giải quyết khủng hoảng do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong khi đó, chính phủ Romania và Estonia cũng công bố các gói viện trợ nhằm thúc đẩy nền kinh tế và giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng COVID-19. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến chính phủ Đức phải yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế ra ngoài, một cặp đôi ở nước này đã tìm cách xoa dịu sự buồn chán của những người xung quanh bằng cách tổ chức các buổi trình diễn âm nhạc ngay tại chính ban công của nhà mình. Hai ông bà Bettina Wagner và Theo Krambach đã cùng nhau sáng tác nhạc nhiều năm nay, đặc biệt là các bài hát truyền thống của khu vực Cologne. Các màn biểu diễn của họ từ ban công nhà mình, vốn là nơi đặt những chậu hoa mà họ dọn dẹp một cách vội vàng, đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của những người hàng xóm. Tôi nghĩ trong tình hình khó khăn hiện nay, mọi người nên cố gắng đóng góp những gì mình có thể. Chúng tôi là những nhạc sĩ, ca sĩ, nên tôi muốn chơi nhạc cho những người xung quanh thưởng thức, giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn và hy vọng tất cả sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Mọi người đều cổ vũ chúng tôi. Chúng tôi chỉ mở cửa, dọn gọn một vài chậu hoa và đứng trên ban công bắt đầu chơi nhạc. Thế rồi nhiều ô cửa sổ xung quanh mở ra. Mọi người lắng nghe và vỗ tay hoan nghênh. Bầu không khí khác hẳn với sự tĩnh lặng trước đó. Và chúng tôi cứ tiếp tục chơi nhạc như thế. Trước đó, ý tưởng tuyệt vời này cũng đã được nhiều người ở một số nước khác như Italia và Tây Ban Nha thực hiện thông qua những màn biểu diễn và hát tập thể trên các ban công gia đình. Trong mỗi buổi diễn, khán giả luôn là một phần không thể thiếu, là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn với các nghệ sĩ. Thế nhưng trong khi nhiều sự kiện nghệ thuật đã bị hủy bỏ do đại dịch, một số nhà hát đang cố gắng đối phó với tình thế này bằng cách tiếp tục trình diễn mà không có khán giả và chia sẻ livestream các buổi này trên mạng. Nghệ sĩ dương cầm người Nga Denis Masue đang biểu diễn tại phòng hòa nhạc Tchaikovsky tại thủ đô Moscow. Điều đặc biệt của buổi biểu diễn này là không có sự xuất hiện của bất cứ khán giả nào do lệnh cấm các hoạt động tụ tập đông người. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc buổi biểu diễn không có khán giả. Thay vào đó, nó được phát sóng trực tiếp hoàn toàn miễn phí. Bất chấp những khó khăn mà dịch bệnh mang tới, các nghệ sĩ vẫn cố gắng mang tới cho người yêu âm nhạc cơ hội được thưởng thức những giai điệu sống động nhất. Để có thể hoàn thành một buổi biểu diễn trong một khán phòng trống là điều không thường xảy ra với các nghệ sĩ, bởi chúng tôi chơi đàn cho khán giả và cảm nhận chính những hơi thở năng lượng đến từ khán giả. Tuy nhiên, trong tình hình thực tế hiện nay, buổi hòa nhạc này được tổ chức là dành cho khán giả trên toàn thế giới. Trong khoảng thời gian phức tạp như hiện nay, âm nhạc sẽ mang mọi người lại gần nhau và mang đến hy vọng cho tương lai. Buổi diễn piano này là một phần của chương trình Mùa diễn tại nhà, trong đó các buổi hòa nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng người Nga sẽ được phát trực tuyến miễn phí trên toàn cầu. Nga hiện ghi nhận 15 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và chưa có trường hợp tử vong nào. Tuy nhiên, chính phủ Nga vẫn khuyến cáo người dân nên cẩn trọng đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra do diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới đang rất phức tạp. Nhân sự kiện 9 năm từ bánh mì được đưa nguyên bản vào từ điển Oxford và được CNN đánh giá là một trong 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Ngày hôm nay, hình ảnh bánh mì đã được xuất hiện làm doodle trên hệ thống Google của 12 nước trên thế giới. Đây là kết quả của sự phối hợp giữa Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam và sự đồng hành của Google nhằm kỷ niệm, tôn vinh và giới thiệu rộng rãi hơn đến bạn bè và du khách quốc tế về nét đặc sắc của bánh mì Việt Nam. Dịp này, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức tuần lễ Tôi yêu bánh mì Sài Gòn từ hôm nay đến ngày 31 tháng 3. Trong tuần lễ này, ca khúc Tôi yêu bánh mì Sài Gòn với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo nghệ sĩ, doanh nghiệp bánh mì được truyền thông rộng rãi. Ca khúc này sẽ được các hệ thống viễn thông cài đặt làm nhạc chờ cho tất cả các thuê bao điện thoại di động. 15 khách sạn lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trưng bày giới thiệu bánh mì Sài Gòn và phục vụ bánh mì trong các bữa sáng cho du khách. Bên cạnh đó, 25 thương hiệu bánh, tiệm bánh mì nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ đồng hành thực hiện chiến dịch Tôi yêu bánh mì Sài Gòn với nhiều chương trình ưu đãi nhằm giới thiệu đặc sản này đến với thực khách.
Mời quý vị cùng chuyển sang phần điểm báo với những bài viết đáng chú ý và đầu tiên đăng tải trên trang lao động.vn có bài Chính phủ tính đến gói cứu trợ quốc gia thiết thực với người lao động. Sáng 24 tháng 3, chủ trì cuộc họp sơ kết thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 11 một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Thủ tướng Chính phủ cho rằng trong tình hình dịch bệnh COVID-19 lây lan hiện nay thì càng thấy thách thức lớn đối với lĩnh vực xã hội khi mà phải phát triển song hành, hài hòa giữa kinh tế và xã hội. Theo Thủ tướng, chính sách xã hội còn chưa bao phủ hết các đối tượng, triển khai chưa đồng bộ. Ở một số nơi, một số cấp chưa quyết liệt, vẫn còn hai chỉ tiêu cần phấn đấu hơn nữa để đạt tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi, suy dinh dưỡng, thể nhẹ cân và tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia. Thủ tướng cũng nhấn mạnh quan điểm theo nghị quyết Trung ương 5 là chính sách xã hội phải đảm bảo phát triển bao trùm toàn diện, đặc biệt nâng cao chất lượng phát triển con người, tạo việc làm đầy đủ, việc làm tốt cho mọi người, kiểm soát tốt hơn nữa phân hóa giàu nghèo, giảm bất bình đẳng xã hội, đạt bình đẳng giới. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, chỉ còn 3 quý nữa hết năm 2020, Thủ tướng cho rằng phải cố gắng tối đa thực hiện một số nội dung và nghiên cứu đề án về chính sách xã hội giai đoạn 2021-2030 để trình Ban chấp hành Trung ương. Thủ tướng cho rằng phải cố gắng tối đa để thực hiện hai chỉ tiêu chưa đạt được. Trước mắt phát huy mọi nguồn lực chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động thất nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội. Đây là giai đoạn có nhiều khó khăn, nếu không làm tốt khâu này bằng chính sách tài khóa và chính sách khác thì sẽ tiếp tục sai lầm. Chiều ngày hôm qua 24 tháng 3, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã đến làm việc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để nghe công tác điều trị đặc biệt là các bệnh nhân nặng đang điều trị tại đây. Nội dung đáng chú ý được bài viết Thêm bệnh nhân COVID-19 nặng, tập trung nhân lực và nguồn lực tốt nhất để điều trị đăng tải trên báo điện tử Tiền Phong. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, hiện tại bệnh viện đang điều trị 46 trường hợp bệnh nhân, trong đó có 34 người Việt và 12 người nước ngoài. Ngoài ra đang theo dõi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với đối tượng nghi nhiễm là 348 trường hợp. Mỗi ngày bệnh viện sàng lọc hàng trăm bệnh nhân, khám cho nhiều bệnh nhân nghi ngờ có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, lấy mẫu xét nghiệm hàng trăm trường hợp nghi ngờ. Tuy nhiên, điều không mong muốn đã xảy ra là một bác sĩ của khoa cấp cứu thường xuyên làm việc trong môi trường phòng áp lực âm, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nặng, nhiều ngày nên đã mắc COVID-19. Theo bác sĩ Thạch, nhiều tuần nay, nhiều y bác sĩ nhân viên của bệnh viện đều ở lại bệnh viện 24/24 giờ để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh và cũng là tự cách ly để tránh nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn thể bệnh viện trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thứ trưởng cũng mong tập thể Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp tục động viên nhau, nỗ lực cố gắng hơn nữa trong thu dung, sàng lọc, phân luồng và cách ly. Về điều trị, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nêu rõ, Bộ Y tế đánh giá cao đội ngũ nhân lực, trang thiết bị, vật chất, tập trung nhiều chuyên gia hàng đầu về truyền nhiễm để phục vụ công tác theo dõi, cách ly và điều trị bệnh nhân. Đồng ý với ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê về vấn đề rà soát lại công tác quy trình chống nhiễm khuẩn, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn yêu cầu bệnh viện cũng cần rà soát lại công tác nhiễm khuẩn bệnh viện, kiểm tra lại khu cách ly, kiểm tra lại việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện phòng hộ khi khám chữa bệnh. Nơi nào làm chưa đúng cần phê bình, rút kinh nghiệm nghiêm túc để tránh những hậu quả không mong muốn xảy ra. Chuyển sang bài viết có nhan đề Bộ Y tế, các ca mắc COVID-19 tại Việt Nam được điều trị theo triệu chứng đăng tải trên vtc.vn. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cùng 30 chuyên gia thành viên Hội đồng chuyên môn các bệnh truyền nhiễm họp cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 từ Tổ chức Y tế Thế giới. Các chuyên gia xem xét các loại thuốc đang được một số quốc gia thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, Hội đồng khẳng định vẫn chưa có thuốc đặc hiệu điều trị COVID-19. Tất cả thuốc hiện nay đều điều trị triệu chứng. Để điều trị bệnh nhân COVID-19, Bộ Y tế hướng dẫn với phòng điều trị bệnh nhân, phòng cần đảm bảo thông thoáng, có thể sử dụng hệ thống lọc không khí hoặc các biện pháp khử trùng phòng bệnh như đèn cực tím. Với người bệnh, vệ sinh mũi họng, có thể giữ ẩm mũi bằng cách nhỏ dung dịch nước muối sinh lý, súc miệng họng bằng các dung dịch vệ sinh miệng họng thông thường, giữ ấm, uống đủ nước, đảm bảo cân bằng dịch điện giải. Cách thức điều trị, thận trọng khi truyền dịch cho người bệnh viêm phổi không có dấu hiệu của sốc, đảm bảo dinh dưỡng và nâng cao thể trạng. Người bệnh nặng nguy kịch cần áp dụng hướng dẫn dinh dưỡng của Hội hồi sức cấp cứu và chống độc. Bệnh nhân sốt cao, hạ sốt bằng paracetamol liều 10 đến 15 mg 1 kg một lần, không quá 60 mg 1 kg một ngày cho trẻ em và không quá 2 g một ngày với người lớn. Giảm ho bằng các thuốc giảm ho thông thường nếu cần thiết. Các biện pháp điều trị khác như sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc kháng virus, corticosteroids toàn thân, lọc máu ngoài cơ thể, truyền immunoglobulin, truyền tĩnh mạch, phục hồi chức năng hô hấp cần phải chú ý.
Trước diễn biến bùng phát của virus SARS-CoV-2, COVID-19 và do nhu cầu về nước của người dân Việt Nam từ vùng dịch về các nơi, về Việt Nam Đông thì cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã chính thức đưa vào sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân tại nhà điều hành cảng. Nội dung được bài viết Sân bay Nội Bài sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân phòng COVID-19 đăng tải trên báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo đó, buồng khử khuẩn toàn thân sử dụng dung dịch muối ion dạng phun sương mịn trong buồng kín. Khi có người vào thì thiết bị cảm biến quang sẽ kích hoạt phun sương tự động trong buồng 30 giây mỗi lần. Phun sương 360 độ đảm bảo dung dịch dạng sương phủ kín toàn thân, giúp khử khuẩn tối đa, nhanh và an toàn cho người. Dung dịch muối ion dùng để phun diệt khuẩn là loại đã được kiểm định, được Bộ Y tế khuyên dùng nên tác dụng diệt khuẩn của dung dịch phun vào toàn thân đã được chứng nhận. Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nội Bài, là người đã nung nấu ý tưởng cùng 10 kỹ sư trẻ trong nhóm lên kế hoạch chi tiết để tự sản xuất buồng khử khuẩn toàn thân. Nói về buồng khử khuẩn toàn thân tại nhà điều hành cảng hàng không Nội Bài, ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho rằng, sau thành công của chiếc buồng khử khuẩn đầu tiên, Cảng Hàng không Nội Bài sẽ tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng để đặt tại các đơn vị trực thuộc và đặc biệt là tại nhà ga để phục vụ hành khách. Để chung tay với cộng đồng, Cảng Hàng không Nội Bài sẵn sàng chia sẻ công nghệ cho các đơn vị có nhu cầu, ông Hùng nhấn mạnh. Ngày 21 tháng 3, có gần 1.800 hành khách đã đặt chân đến Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, trong đó có 3 chuyến bay đến từ vùng dịch COVID-19. Trong phần tiếp theo của chương trình, nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thay đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với hạn mặn. Nội dung cụ thể sẽ có trong câu chuyện buổi sáng. Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm thứ 3 liên tiếp. Thưa quý vị khán giả, thay vì chống chọi thì nhiều tỉnh thành ở đồng bằng sông Cửu Long chọn cách sống cùng với hạn mặn một cách sáng tạo. Điều này không chỉ né được những tổn thất từ biến đổi khí hậu mà còn tạo ra giá trị mới trong sản xuất nông nghiệp. Thành công từ việc chuyển đổi cây trồng trên vùng đất bị xâm nhập ở tỉnh Bến Tre là minh chứng. Ghi nhận thực tế của các phóng viên VTC. 5 năm trước, hơn 8.000 m2 đất này là chuyên canh lúa. Thế nhưng, sau vụ mùa thất bát vào mùa khô năm 2016, anh Mai Văn Tài quyết định chuyển sang trồng dừa. Theo anh, diện tích canh tác cũng như thế, nhưng hiệu quả kinh tế này đã khác. Trồng dừa này nó ngon trồng lúa. Tháng mình cũng được 4-5 triệu. Còn lúa tháng đâu có được 1 triệu tới mùa không. Mà nhiều khi nước ngọt thì mình để ăn được, còn nước vô mặn rồi nó háp trơn luôn. Đối với cây lúa thì 1 hecta như vậy, một năm có một vụ thôi thì thu nhập của bà con chừng 5 triệu đến 6 triệu. Còn đối cây dừa, từ khi mà chuyển đổi sang cây dừa thì trung bình một năm như vậy thì cũng 50-60 triệu. Nói chung nó gấp gần gấp 10 lần. Sau thời gian đẩy mạnh chuyển đổi, toàn tỉnh có 72.000 hectare dừa, sản lượng hàng năm đạt gần 800 triệu trái. Cùng với đó, Bến Tre hiện có hơn 1.900 cơ sở chế biến dừa với nhiều loại hình. Đặc biệt, không chỉ có cơm dừa mà ngay cả phụ phẩm cũng được khai thác tối đa. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu khoảng 200 triệu đô la Mỹ, giá trị các sản phẩm chế biến từ dừa chiếm 20% giá trị sản xuất công nghiệp, 25% giá trị xuất khẩu của tỉnh. Trên lĩnh vực công nghiệp chế biến từ dừa của Bến Tre là tương đối là khá đồng bộ, khá toàn diện, và các cái doanh nghiệp vào cuộc thay đổi thiết bị công nghệ máy móc tương đối là khá tốt. Từ đó là cái thị trường xuất khẩu của dừa ra các cái nước mà các nước trên thế giới, dần kể cả những cái thị trường mà khó tính thì chúng ta cũng đã bán được. Toàn bộ 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó 7 tỉnh ven biển, cây dừa có thể khẳng định là một trong cây trụ cột trong thích ứng biến đổi khí hậu. Cây dừa sẽ có cả một cái địa dư là diện tích phát triển rất rộng. Cây dừa có khả năng thích ứng đến 7/1000 độ mặn. Và nếu như chúng ta trồng theo phương pháp kỹ thuật tạo nếp như thế này, thì có thể là địa hình nào có thể trồng dừa. Mạnh dạn chuyển đổi cùng với tư duy sản xuất sáng tạo, Bến Tre đã tạo nên giá trị mới trên vùng đất nhiễm mặn từ cây dừa. Sự chủ động thích ứng ấy còn giúp nông dân vươn lên khá giàu ngay trong điều kiện biến đổi khí hậu gay gắt như hiện nay. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý dự kiến diễn ra trong hôm nay, 25 tháng 3 năm 2020. Từ ngày hôm nay 25 tháng 3, Hải Phòng lập 6 chốt kiểm dịch y tế tại các cửa ngõ nhằm phát hiện trường hợp nhiễm và nghi nhiễm vào thành phố. Theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, 6 chốt kiểm dịch được đặt tại trạm thu phí quốc lộ 5, huyện An Dương, trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng,
nhánh xuống quốc lộ 10, huyện An Lão, trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống đường 353. Quận Dương Kinh, trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống đường 356. Quận Hải An, chân cầu Nghìn, quốc lộ 10, huyện Vĩnh Bảo và chân cầu Đá Bạc, quốc lộ 10, huyện Thủy Nguyên. Hôm nay là ngày cuối cùng của phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Theo dự kiến tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về một số dự án luật còn có ý kiến khác nhau như dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng, dự án luật đầu tư, cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Ngoại giao, cho ý kiến về dự án luật biên phòng Việt Nam. Ngày hôm nay, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai sẽ kiểm tra các tuyến đê xung yếu trước mùa mưa bão tại Nam Định, Hà Nam. Việc thường xuyên kiểm tra là rất cần thiết trong tình hình thời tiết thủy văn năm 2020 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Theo kế hoạch ngày hôm nay, Bphone 4 sẽ chính thức ra mắt. Tới thời điểm này, vẫn chưa biết Bphone 4 sẽ có mấy phiên bản. Dựa theo truyền thống trước đó, Bphone 4 chắc chắn sẽ có một phiên bản tiêu chuẩn và một phiên bản Pro, nhưng có thể sẽ có cả một phiên bản Lite. Theo những thông tin đã hé lộ, Bphone 4 tập trung vào nhiếp ảnh điện toán và có nhiều tính năng công nghệ tương tự như các hãng khác, nhưng về mức giá chưa có thông tin nào được đưa ra. Trong thông điệp nhân ngày nước thế giới 22 tháng 3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra cảnh báo nếu các nước không nỗ lực hơn nữa, khoảng 3,5 đến 4,4 tỷ người trên thế giới, trong đó hơn 1 tỷ người sống tại các đô thị sẽ phải chịu cảnh thiếu nước sạch. Ông Guterres nói rằng tài nguyên nước của thế giới đang phải chịu mối đe dọa chưa từng thấy. Hiện khoảng 2,2 tỷ người đang thiếu nước sạch, trong khi 4,2 tỷ người đang sống trong cảnh thiếu các hệ thống vệ sinh đầy đủ. Nhấn mạnh ngày nước thế giới năm nay tập trung vào vấn đề nước và biến đổi khí hậu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng năm 2020 là năm mang tính quyết định cho hành động về khí hậu, đồng thời cho rằng các nước cũng cần tăng cường nỗ lực để tăng khả năng hồi phục và thích nghi cho những người chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, bằng cách hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, thế giới sẽ ở vị trí tốt hơn nhiều để quản lý và giải quyết cuộc khủng hoảng nước mà tất cả chúng ta đang phải đối mặt. Thưa quý vị, năm 2020 là năm thứ ba liên tiếp Phần Lan được bình chọn là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Sự thật này có thể khó tin với nhiều người khi mà đất nước Bắc Âu này mỗi năm có 200 ngày mùa đông u ám, trong đó có 2 tháng không có ánh mặt trời. Vậy điều gì đã giúp Phần Lan duy trì vị trí trên bảng xếp hạng hạnh phúc này? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Quên hết những suy nghĩ phức tạp thường ngày đang dày vò bộ não anh đi. Ở đây, chỉ cần hít thở thật sâu và lắng nghe thiên nhiên là đủ rồi. Đó là phương châm sống của Petri Honkalo, một người dân của làng Mathindedan phía nam Phần Lan. Sở thích của ông là cắm trại và đi dạo trong rừng. Và người đàn ông 51 tuổi sống theo phong cách tối giản này luôn sẵn sàng chia sẻ căn nhà bé nhỏ của mình với những người khách vãng lai. Sự thân thiện giúp Petri Honkalo cùng 7 người Phần Lan khác được giới chức du lịch Phần Lan tuyển chọn để trở thành những hướng dẫn viên hạnh phúc cho du khách nước ngoài. Tôi chỉ làm việc của mình, làm những việc mình thích loanh quanh cánh rừng này. Tôi chẳng đi nghỉ mát ở đâu cả, vì với tôi, mọi ngày đều là kỳ nghỉ. Tận hưởng không khí ở đây là đủ rồi. Tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình. Nếu có than phiền gì, thì có lẽ là tôi muốn mùa đông ngắn đi một chút. Phần Lan tiếp tục đứng đầu trên bản tổng kết hạnh phúc thế giới của Liên Hợp Quốc vừa được công bố vào ngày hạnh phúc, ngày 20 tháng 3 vừa qua. Thủ đô Helsinki của Phần Lan cũng được xướng danh là thành phố hạnh phúc nhất thế giới. Bản tổng kết 2020 xếp hạng 156 quốc gia theo mức độ hạnh phúc mà người dân mỗi nước cảm nhận dựa trên những đánh giá của họ về cuộc sống của bản thân. Không chỉ có sự kết nối với thiên nhiên, người Phần Lan được hưởng chất lượng cuộc sống và an ninh tốt cùng dịch vụ công thuộc loại hàng đầu thế giới. Khoảng cách giàu, nghèo được ghi nhận ở mức thấp nhất trong khối Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD. Tại Phần Lan, 91% người được phỏng vấn cho biết họ hài lòng với Tổng thống nước mình và 86% nói họ tin tưởng vào cảnh sát. Bên cạnh đó, với quan niệm tuổi thơ hạnh phúc là nền tảng cho một cuộc đời hạnh phúc lúc trưởng thành, Phần Lan nỗ lực tạo mọi điều kiện để trao cho mọi trẻ em có được sự khởi đầu bình đẳng, khỏe mạnh và hạnh phúc.
Từ năm 1938, chính phủ Phần Lan đã thực hiện chương trình phân phát miễn phí quần áo và những vật dụng cần thiết cho tất cả bà mẹ mới sinh con. Hệ thống giáo dục tiểu học, trung học và đại học ở Phần Lan cũng gần như miễn phí. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.